Amino đơn trước khởi thì ta sẽ đặt là CN này. H2N cộng 3. N lớn. Tất nhiên với 2 amin nên ta đặt vào chỉ số là trung bình. Một hydrocarbon. Hydrocarbon chưa biết là gì. Chỉ biết là điều kiện, chất khí ở điều kiện thường thì số carbon. Chất khí ở điều kiện thường thì số carbon nó phải bé hơn hoặc bằng 4. Số carbon bé hơn hoặc bằng 4. Rồi vậy thôi. Cần dùng 2,7 lít, 2,7 mol không khí. 2,7 mol không khí. Vì trong không khí thì có nitơ này. Có oxy. Oxy chiếm 20%, nitơ chiếm 80%. Rồi ta bấm ra số mol của oxy và nitơ. 2,7 nhân cho 20 là oxy là 0,54 mol. Nitơ chiếm 80% thì bạn trừ ra nha. 2,16 mol. Rồi. Tất nhiên là sản phẩm thu được chúng ta sẽ có CO2 nước và nitơ đốt cháy ra CO2 nước nè và N2 dẫn qua nước NaOH thì NaOH nó sẽ hấp thụ hai cái này không bình dung dung dịch NaOH đó, thì nó sẽ hấp thụ cả CO2 và nước do đó khối lượng bình tăng 21,88 gam là khối lượng của CO2 và nước ha. Rồi còn cái khí này thoát ra đây là 49,646 49,616 chứ chia 22,4 nên sẽ bằng 2,215. Rồi 2,215. Được chưa con? Ok, bây giờ bắt đầu nha. Thì cái việc đầu tiên á là tụi con phải giải quyết cái số mol CO2 và nước ra nha. CO2 và nước thì đặt là x mol này. Y mol thì chúng ta sẽ dựa vào cái hệ phương trình thế này. Tổng khối lượng của CO2 và nước là 44x này cộng cho 18y nó bằng 21,88. Bảo toàn nguyên tố ô. Chúng ta sẽ có là 2x nè cộng cho 1y là bằng oxy là 0,54 nhân 2. Nhân 2. Bấm là x bằng và y bằng. Y bằng ha, trong hydrocarbon và amin thì sẽ không có oxy. Bấm ra đi. 44 này, 18, 21,88 2, 1, 0,54 nhân 2 và sẽ có CO2 là 0,305 Y, nước là 0,47 mol. Ok ha. Rồi. Bây giờ ta sẽ đặt cho số mol. Ta sẽ đặt cho số mol của cái amin này này. Thì con đặt cho chữ là amon đi. Amon ha. Thì giờ chúng ta tìm A này thì đơn giản thôi. Chúng ta bảo toàn nguyên tố nitơ. Ta sẽ có A này nhân 1. Amin đơn thì có một nitơ thôi. Cộng với cái nitơ có sẵn trong không khí đó là 2,16 nhân cho 2. Bằng cái nitơ cuối cùng đó là 2,215. Bạn nhân cho 2 ha. Bấm ra A bằng 2,215 nhân 2 trừ cho 2,16 nhân 2 thì số mol của amin sẽ là 0,11. 0,11 mol. Ok. Được ha. Rồi, từ đó sẽ suy được số mol của hydrocarbon, suy được chữ B mol này này. Đây là B mol. Thì B này bằng tổng số mol hỗn hợp là 0,2 trừ đi 0,11. Đó, thì các bạn sẽ có 0,09 mol ha. Ok. Rồi sau đó các bạn nhìn công thức 2. Công thức 2 ở bên trái, áp dụng công thức 2 xíu ha. Công thức số 2 nè. Lấy số mol CO2 chúng ta trừ đi số mol nước. Đó, thì nó sẽ bằng này. Số mol pi trừ cho số mol của hợp chất hữu cơ rồi trừ cho số mol của nitơ là các bạn sẽ tương đương có ở đây
tương đương. Hay vào ha. Với CO2 đó là 0,305. Nước là 0,47. Số mol pi thì chưa biết nè. Số mol hợp chất hữu cơ là 0,2, đó, tổng số mol hợp chất hữu cơ đốt là 0,2. Số mol nitơ. Thì số mol nitơ này phải hiểu là số mol nitơ được tạo ra do phản ứng cháy nha, chứ không phải là số mol nitơ tổng này. Thì cái chỉ số A mình tính được đây này, A này. A đây là 0,11. Thì cái nitơ cháy tạo ra là bao nhiêu? Nó sẽ tạo ra nitơ cháy là bao nhiêu? Chia đôi đi đúng không? 0,11 mà chia cho 2 là 0,055. Đó. Đây, cái này là 0,055 thôi. Cái nitơ dưới này nè là 0,055. À, cái nitơ sinh ra do phản ứng cháy ha. Rồi bấm được số mol pi bằng bằng mấy? Bấm số mol pi bằng 0,09. Rồi, ghi tới đó đi con. Hiểu không Khải? Chị hiểu mà này. Ừ. Minh Anh hiểu không con? Dạ con hiểu rồi. Ok, Mai hiểu không? Mai. Dạ hiểu ạ. Phương Thảo, ok chứ? Dạ ok thầy. Bạn nào không hiểu chỗ nào thì nói thầy nha, thầy giải quyết ngay. Rồi. Khi tới đây xong thì các bạn sẽ để ý này. Chúng ta có số mol pi là 0,09. Số mol B của hydrocarbon này nó cũng là 0,09 luôn. Tất nhiên bạn phải hiểu này. Cái amin này no. Amin này bạn cho no. No thì cái liên kết pi của nó bằng 0. Amin no là K bằng 0, có đúng không? Amin no mà là K sẽ bằng 0, mà không có liên kết pi nào cả. Vậy có nghĩa là toàn bộ cái liên kết pi này này là thuộc vào hydrocarbon ha. Pi nó sẽ thuộc vào hydrocarbon. Đó, các bạn phải hiểu vậy. Rồi, vậy ta sẽ lập tỷ lệ này, lấy số mol pi chia số mol hydrocarbon là chữ B. Số mol pi là 0,09 này chia cho số mol của hydrocarbon là 0,09 là bằng 1, bằng 1 có nghĩa là có 1 pi. 1 pi thì nó sẽ là alken ha. Alken. Cái công thức của hydrocarbon sẽ là CnH2n alken đấy. Rồi. Xong thì tới đây cái cuối cùng là các bạn chỉ cần bảo toàn thêm nguyên tố carbon nữa là đủ này. Chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố carbon ha, bảo toàn nguyên tố carbon và sẽ có A là 0,11 nhân n trung bình là carbon của amin cộng 0,09 nhân n là carbon của alken bằng tổng số mol carbon là nằm trong chỗ CO2 đó là 0,305. Rồi tất nhiên ở đây sẽ có cái điều kiện này. N trung bình thì phải lớn hơn 1 à, tại amin no đơn trước họ thì ít nhất là 1C là CH3NH2 đó. Vậy thì carbon trung bình là phải lớn hơn 1. N là chỉ số carbon của alken và N này phải lớn hơn bằng 2 à, phải lớn hơn bằng 2 ha. Và từ đó các bạn chọn giúp thầy. Nếu N bằng 2 thì N trung bình của chúng ta nó bằng bao nhiêu? Bấm ra ha. N bằng 2 thì N trung bình sẽ bằng 0,305 này. Các bạn trừ cho 0,09 nhân 2, sau đó chia cho 0,11 thì carbon trung bình ở đây chúng ta sẽ là 1,13, 1,14 này đấy. Còn nếu chúng ta thay n bằng 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 3 đi, n chúng ta chọn lên bằng 3 thì 0,305 bạn trừ cho 0,09 nhân 3 này, rồi sẽ chia cho 0,11 thì không được. Cái chỉ số n carbon trung bình của bạn nó sẽ ra nhỏ hơn 1 đúng không? 0,305 trừ cho 0,09 nhân 3 nó chia cho 0,11 thì n trung bình nó ra có 0, mấy, không có thỏa. Vậy đây là giá trị duy nhất. Vậy thì cái hydrocarbon của chúng ta sẽ là C2 và H4. Các bạn yêu cầu gì? Tìm công thức phân tử của ít ít là hydrocarbon đúng không? Đúng rồi, vậy là ít là đáp án là CH4, là đáp án chúng ta chọn là đáp án C ha. À, đáp án C. Ok, các bạn lấy đáp án C. Rồi ghi vô.
Rồi ai không hiểu vô nào nói thầy nha, thầy giải thích nha. Thứ tư là mình qua là lý thuyết amino acid nha, được không? Vâng nè. Ủa, hai đề lý thuyết amin được con làm xong hết chưa? Dạ rồi. Rồi ghi xong chưa? Có hỏi gì không nào? Bạn Dung hỏi là tại sao là thầy đặt cái điều kiện ra thầy? À, sao con? Tức là đặt cái điều kiện mà n lớn hơn một cái n lớn hơn hai lớn điều kiện hơn. Điều kiện đúng không? Thì với anken nhá, anken cái chất nhỏ nhất là anken nào? Anken mà nhỏ nhất có phải là miên cái n? Anken á là C2H4 là anken nhỏ nhất gì gì đó. Ờ, thì có phải là n nên phải lớn hơn bằng 2 không con? Dạ. Ừ. Còn n trung bình là gì? N trung bình là chỉ số carbon trung bình của amin. Mà amin tao biết là amin nhỏ nhất là amin này nè, amin có 1 C là amin nhỏ nhất, một carbon là amin nhỏ nhất. Vậy thì carbon trung bình của amin thì nó phải lớn hơn 1 chứ, đúng không? Ví dụ như có amin 1 C, 2 C thì carbon trung bình phải là 1 phẩy mấy. Đúng không? Đúng không Dung? Hiểu không con? Cương hiểu chưa? Hiểu không con? Ok, rồi, thầy qua câu tiếp theo nhé. Từ câu 1 đến câu 5 các bạn xem trong video đừng link thầy gửi giúp. Thầy sẽ cố gắng làm như vậy để các bạn được nhiều câu nha. Rồi, câu 7 này. Ở đây lại trong một dự kiện gồm có amino hở và hydrocarbon Y. Số mol ít, số mol của ít lớn hơn số mol của Y thì chút xíu cái này chúng ta sẽ có cái chắc chắn là sẽ có nhiều trường hợp ở đây. Sẽ có nhiều trường hợp ở đây. Và khi chúng ta giải ra thì chúng ta phải lựa một trường hợp đúng, ứng đúng với trường hợp là số mol ít lớn hơn số mol Y nha. Chúng ta dự đoán trước là như vậy luôn. Rồi các bạn sẽ có đấy. Nó có 0,26 mol mol E ha. 0,26 mol E gồm có này, một cái amin. Amin là CnH2n cộng 3n lớn. Là amin no mà, no hở. Rồi, ôi từ từ khoan. Đề bài nó có cho đơn chức không thầy con? Không, không, không. Đề bài không hề cho đơn chức. Đề bài không hề cho đơn chức nha. Như vậy là chỗ này nó sẽ là CnH2n cộng 2 này. Cộng T. NT. Đó, rồi. Thì công thức tổng quát ở bên trái thì con thấy này. Đấy, nhưng mà không có oxy, bỏ được oxy. Và với amino thì cái K của mình là nó sẽ bằng 0. Amino là K bằng 0 thì thế và là như vậy, nó chỉ còn 2 cộng T thôi. Hydrocarbon, chưa biết hydrocarbon là gì, đặt nó là CHI mà thôi. Đã không biết nó là hydrocarbon, cứ để là hydrocarbon thì khỏi đặt luôn. Hydrocarbon. Rồi, đốt này. Thì chúng ta cần một cái lượng oxy là 2,51. Rồi, chúng ta thu được CO2 nước và nitơ. Rồi ở đây thì nước đề bài cho 1,94 mol. Ok. Đặt cho số mol của CO2 là ít mol, dễ dàng giải được ít này bằng định luật bảo toàn nguyên tố oxy, một bảo toàn nguyên tố O này thì ta sẽ có là 2,51 nhân cho 2 ha, bằng này 2 lần ít cộng cho 1,94 nhân 1 ấy, bảo toàn nguyên tố O thì bấm ra x bằng. Một phép 54, các bạn bấm lại giúp thầy nhé, có đúng không nhé? 1,54 mol. Rồi ok. Rồi, đề bài cho một cái dự kiện khác. Mặt khác cũng là cái lượng hỗn hợp này ha. Thì tác dụng vừa đủ với HCl đó là 0,28 mol. 0,28 mol. Ok.
Thì các bạn sẽ nói này. Một niter nha, thì sẽ cộng với một HCl, đó là nguyên tắc. Cái amin tôi không cần biết, chưa cần biết là amin mấy trước, nhưng có một nguyên tử niter thì sẽ tác dụng với một HCl. Vậy HCl là 0,28 mol, thì cái niter trong amin đó, nó là 0,28 mol. Thì từ đó sẽ suy được số mol N2, số mol của N2 này, N2 tạo thành cuối cùng ở đây này, là lấy 0,28 chia đôi thì nó sẽ là 0,14 mol ha. Niter đây là 0,14 mol. Rồi, đó, các bạn ghi tới đó giúp thầy nha. Rồi, xong chưa? Xong chưa đây con? Được rồi thầy. Ok, rồi. Tiếp tục mình lập luận tiếp. Khi có niter rồi. Đó, rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập luận tiếp này. Bây giờ cái amin của chúng ta. Amin của chúng ta này. Là CnH2n cộng 2 cộng T NT, thì nó sẽ cộng, nếu mà cân bằng là nó cộng với THCl đúng không? Thì số mol của HCl là 0,28 này, vậy thì cái số mol của cái amin này á nó sẽ là 0,28 chia cho T đúng không? Đúng chưa Khải? Đúng. Ok, và bây giờ ta phải chọn T bằng, chắc chắn là ta phải chọn T bằng 2 rồi. Tại sao không chọn là T bằng 1 được? Tại sao không chọn là T bằng 1? Tại vì nếu mà T bằng 1 thì số mol amin sẽ là 0,28. Làm sao mà được số mol hỗn hợp có 0,26? Thì làm sao mà số mol riêng số mol của amin là 0,28 được đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Vậy ta chọn nếu mà T bằng 2 thì số mol của amin của chúng ta này thì nó sẽ bằng 0,14. Nên là amin 2 trước. Nhưng tại sao không chọn là T bằng 3? Tại sao không chọn T bằng 3? Tại nếu mà T bằng 3 mình chọn vào ấy thì cái số mol của amin này mình là bao nhiêu? T bằng 3 thì 0,28 mà chia 3 này. Các bạn cứ cho nó là 0,09 đi. 0,093 đúng không? 0,093. Thì khi đó cái số mol của E này lấy 0,26 trừ đi số mol của amin thì số mol của cái hydrocarbon đó, nó là 0,167. Không được, nó sẽ không thỏa cái điều kiện là số mol ít lớn hơn số mol Y này. Các bạn thấy không? Hiểu không? Nó sẽ không thỏa cái điều kiện này. 0,093 mà làm sao mà lớn hơn 0,167 được. Đúng không? Thì đúng rồi. Vậy là không chọn tầm bằng 3 trở lên được mà chỉ chọn bằng 2 thôi. Nghĩa là số mol của amin lúc này là 0,14. Còn số mol của con này là lấy 0,26 trừ 0,14 thì còn 0,12. Đấy, thỏa điều kiện là số mol của amin lớn hơn số mol của hydrocarbon. Ok. Tới đây thì là xài công thức ở bên công thức 2. Xài công thức 2 ha. Xài công thức số 2. Lấy số mol CO2 chúng ta trừ đi số mol của nước này bằng số mol pi trừ số mol của hợp chất hữu cơ. Sau đó trừ số mol của N2. Thì tương đương chúng ta thay vào chúng ta sẽ có này. Đâu rồi? CO2 là 1,54. Nước là 1,94. Bằng số mol pi là số mol pi chưa biết. Trừ số mol hợp chất hữu cơ là 0,26. Nitơ là 0,14. Rồi từ đó tính ra số mol pi. Yeah. Tính ra số mol pi. Bằng. Và bấm lên số mol pi nè. bằng không mol, không có một mol pi nào cả. Không có một mol pi nào hết. Không có một mol pi nào. Amin thì no chắc chắn là không có pi rồi đúng không? Đúng không tụi con? Đúng này. Đúng. Mà bây giờ không pi có nghĩa là hydrocarbon con cũng no luôn. Vậy hydrocarbon là cái gì ạ? Hydrocarbon là cái gì mới nó không có pi? Alcan. Alcan, công thức CnH2n cộng 2 đúng không? Đúng chưa? Đúng chứ? Thì đúng nè. Rồi, ok. Vậy, các bạn nhìn bên trái. Vậy ta sẽ kết luận này. Rồi, ok. Mình tiếp tục nha. Vậy thì chúng ta đã biết được cái amin của chúng ta ấy. Amin. Amin X này.
là với t bằng 2 rồi thì chúng ta sẽ có là CnH2n cộng 4 rồi, t bằng 2 rồi. N2 có số mol là 0,14. Hydrocarbon của chúng ta, hydrocarbon y đó là ancan, thì đặt trên số khác đi, CmH2m cộng 2 là ancan, có số mol là 0,12. Rồi các bạn đốt thì cái CO2 cuối cùng các bạn thu được đó là 0, CO2 là 1,54 mol. Rồi, 1,54. Khối lượng của Y trong 0,26 mol E. Rồi. Bây giờ bảo toàn nguyên tố carbon. Cách 1 này là bảo toàn nguyên tố carbon ha. Bảo toàn nguyên tố carbon thì các bạn chỉ cần một dòng thế này. Chúng ta sẽ có là 0,14 nhân N cộng cho 0,12 nhân M bằng 1,54. Tất nhiên là với điều kiện ở đây amino 2 trước hở thì N lớn bằng 1 vẫn được. Ancan thì M lớn hơn bằng 1 vẫn được. Đó. Thì lưu ý nhé, cái amin của chúng ta mà 2 trước thì vẫn có thể là 1 carbon được này. CH2, NH2, NH2 đó, 1 carbon mà 2 nitơ vẫn được. Rồi được rồi nha, rồi từ đó các bạn chọn đi. Chọn cho thầy chỉ số N được CM 57 này. Chọn. Chọn N bằng mấy? 5. N bằng 5. M bằng mấy? 7. 57 là nghiệm duy nhất đúng không con? Dạ đúng rồi. Rồi như vậy ancan của chúng ta sẽ là C7H16. Đó, có số mol là 0.12. Rồi bấm là khối lượng. Khối lượng của Y chính là khối lượng của ancan đó. 0,12 nhân cho M lớn ông này là 100. 100 như vậy là 12 gram. À, đáp án của chúng ta là câu C. Còn nếu mà các bạn muốn dùng đồng đẳng hóa cũng được, tùy thôi. Câu này đến đây thì đây thì nó quá dễ rồi, các bạn thầy nghĩ là bảo toàn C đi, các bảo toàn carbon là nhanh nhất nhé. Đây này, này, chọn nghiệm thôi. Còn như bạn bảo toàn dùng đồng đẳng hóa cũng được, đồng đẳng hóa không phải là dễ hơn đâu nha. Nó sẽ rồi chúng ta sẽ đẩy về cái amin đơn giản nhất. Đó là amin có 2, có là như này là amin 2 chất đơn giản nhất. Rồi. Ancan là CH4 và tách là nhóm CH2. Số mol của amin thì vẫn là 0,14, số mol của ancan thì vẫn là 0,12. CO2. Đó thì các bạn có 1,54. Rồi bảo toàn C nè. Bảo toàn nguyên tố carbon thì các bạn sẽ suy được cái carbon là chủ nhóm CH2 á. 0,54 trừ đi carbon ở trên là 0,14, trừ đi carbon ở dưới 0,12. Đấy thì các bạn sẽ được có 1,28 này, và điều này cũng không giúp ích nhiều cho các bạn lắm ở cái bài này. Đây. Thì phải hiểu như thế này. Ông này tách ra ông này tách ra đặt chữ gì đây? Ông này đặt ra T1 nhóm CH2, ông này tách ra T2 nhóm CH2, đấy, tách ra như vậy. Đấy, nó sẽ cái phương trình nó sẽ gọn hơn một chút. Thì ta có là 0,14 này nhân T1 cộng cho 0,12 nhân T2 bằng 1,28. Thì cái đó các bạn sẽ chọn, cũng phải chọn một cặp T1 bằng T2 bằng. Đó. Thì phải chọn T1 bằng 4 này. Và T2 các bạn phải chọn bằng 6. Đó, chọn cặp nghiệm nó nhỏ hơn mà thôi. Có nghĩa là ở ông đầu tiên, ông amin đầu tiên á, thì tách ra 4 nhóm CH2. Tách ra 4 nhóm CH2. Còn cái ông hydrocarbon á, thì tách ra 6 nhóm CH2. Điều này cũng không hay ho gì lắm. Sẽ bắt đầu phải ráp lại. Ráp ngược lại. Amin. Đó, có 1 nhóm CH2 rồi đúng không? Ráp thêm 4 nhóm nữa. Là 5 lần này. NH2. Còn cái ancan của chúng ta ấy, nó là CH4 rồi đúng không? Nó phải ráp thêm 6 nhóm CH2 nữa.
thì nó cũng thành C7H16 mà thôi, vậy cũng không có gì hay hơn là mấy. Hiểu không cái? Dạ thì em đâu có coi cái đồng đồng hóa này cũng khổ đâu. Đúng rồi, ok. Giờ mình dùng bảo toàn C luôn ha, cho nhanh ha. À. Nào mà nó dày nghiện quá thì mình nên đồng đẳng hóa. Còn tới đó là được rồi. Ok, các bạn đi nha. Mẫn cúp điện. Rồi xong chưa? Ghi xong chưa? Dung ơi ghi xong chưa không? Dạ rồi thầy. Rồi thầy tiếp nha. Câu số 8. Đấy, chúng ta lại gặp trường hợp này tiếp. À, ở cái phần 1 này chúng ta chỉ nghiên cứu là hỗn hợp gồm có amin và hydrocarbon nha. Ở phần 2 chúng ta sẽ có sau. Và chúng ta sẽ có clip giải bài này rồi cả những bài giải chi tiết bằng bằng giấy nữa ha. Bạn cố gắng đọc cái chuyên đề này là chuyên đề nâng cao rồi nha. Hỗn hợp gồm có 2 amino đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Rồi 2 amino đơn chức các bạn đặt là CN trung bình đơn chức H2N trung bình cộng 3 N lớn, đó là amino đơn chức thở. Và 2 hydrocarbon. 2 hydrocarbon này họ thể khí điều kiện thường có cùng nguyên tử H trong phân tử. Thế thôi, để 2 hydrocarbon chưa nói điều gì. 2 hydrocarbon. Rồi. Làm gì đây? Đốt 5,6 lít. Có nghĩa là 0,25 mol đấy, hỗn hợp ít này. Mang đốt cháy đi. Thì cần một cái lượng oxy. Bạn bấm ra 19,656 chia 22.4 0,875 mol. Thu được CO2 nước và nitơ. Thì người ta cho cái gì rồi chúng ta điền vào. Nitơ cho này là 0,025 mol này. CO2 là 29,92 gram chia 44 ha, 0,68. Vậy là gần như là cho hết cả cái bài này rồi, không còn cái gì nữa. Đó. Đầu tiên, các bạn bảo toàn nguyên tố nitơ, bảo toàn nguyên tố N này. Đó. Ví dụ như đặt số mol amin này là A mol đi. Được chưa? Thì bảo toàn nguyên tố nitơ thì có A nhân 1 bằng 0,025 nhân 2. Cái đó số mol A này sẽ bằng là 0,05. Đó. Vậy thì B là số mol của 2 hydrocarbon thì bạn suy ra B thôi. Bằng tổng số mol là 0,25 trừ A 0,05 là bằng 0,2 mol này. 0,2 mol. Rồi. Bước thứ hai. Vẫn bảo toàn nguyên tố oxy để suy được số mol của nước nha. Nước đặt là ít mol đi. Các bạn sẽ có đây là 0,8775 nhân 2 này bằng CO2 là 0,68 nhân 2 cộng cho ít nhân 1, nó sẽ là ít bằng. Mol. Tính phần trăm thể tích của amin có phân tử khối lớn hơn trong X. Rồi. Nghe xong chưa? Nghe tới đó xong chưa? Rồi, ok, bây giờ chúng ta lại xài công thức này nha. Chúng ta lại giờ xài công thức số 2 này. Lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước. Bằng số mol pi trừ số mol của hợp chất hữu cơ. Sau đó trừ đi số mol của N2. Thay vào. CO2 là 0,68 này. Nước là 0,395 bằng số mol pi trừ đi số mol hợp chất hữu cơ là 0,25, là tổng số mol hỗn hợp luôn. Còn nitơ là 0,025. Rồi từ đó bấm được số mol pi bằng bao nhiêu không? 0,56 này.
không phẩy năm mươi sáu hả? Dạ. 0,56 mol, ok. Sau khi tính được số mol của pi là 0,56 thì các bạn phải hiểu rằng à cái pi này nó nằm trong toàn bộ trong hydrocarbon hết, chứ nó không thể nằm trong amin. Tại amin của mình là no hở rồi, amin của mình làm gì có pi nào, đúng không? Amin của mình là amin này này là k bằng amin là k bằng không, amin no mà no mạch hở là k bằng không rồi, không có pi nào cả. Về toàn bộ pi nằm ở đây thì ta sẽ xem là số liên kết pi trung bình, số pi trung bình đó, của hydrocarbon thì nó sẽ bằng này. Số mol pi là 0,56 chia cho số mol của hydrocarbon là chữ B. B là 0,2 thì các bạn bấm ra nó sẽ là 2,8. Như vậy hydrocarbon đó, các bạn sẽ đặt nó là, ủa mình có một amin hay là hai amin? À, hai amin đúng không? Là hai amin. Hai amin. Vậy công thức của hydrocarbon sẽ là CM trung bình này. H2M trung bình cộng 2 trừ cho 2K là 2 của 2,8 đó. Đây là công thức của hydrocarbon. Hay là tương đương ở đây các bạn sẽ biết là CM trung bình, H2M trung bình cộng 2 là đương nhiên là đúng không? Sau đó trừ 2 lần số liên kết pi, thế này là trừ cho 3,6 này. Rồi. Rồi, bây giờ nói tiếp. Vì hai hydrocarbon mà đề bài cho đó là có cùng hydro, nên suy ra cái biểu thức mà 2M trung bình trừ 3,6 này này thì nó phải thỏa hai điều kiện. Một là nguyên, nó không thể là một số lẻ được. Và với hydro thì nó phải là một số chẵn nha. Nguyên và chẵn, số hydro là phải chẵn. Hiểu không thầy? Hiểu nguyên và chẵn không con? Cái chẵn đó là sao thầy? Số chẵn này. Nhưng mà tại sao thầy biết đó là số chẵn? Ủa, có hydrocarbon nào mà hydro lẻ đâu con? Ồ, vậy rồi. Đúng không? Thì đúng. Có hydrocarbon nào? Hợp chất hữu cơ chứa CH hoặc là hợp chất hữu cơ chứa CHO thì hydro đều phải là số chẵn hết nha con. Vâng nè. Rồi ok. Ok. Và bây giờ mình phải chọn cái giá trị này. Suy ra cái 2M trung bình mà trừ 3,6 này này, nó sẽ bằng các giá trị là 2 này, 4 này, 6 này. Đấy, 2, 4 hoặc 6. Ok. Rồi bây giờ nhá. Với giá trị này thì chúng ta phải bảo toàn. Phải bảo toàn nhé. Phải bảo toàn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ phải bảo toàn. Rồi các bạn lại bảo toàn nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon nha. Bảo toàn nguyên tố carbon. 0,05. 0,05 là số mol của amin. Các bạn nhân cho chỉ số N trung bình. Đây này. 0,A này nhân cho N trung bình. Cộng tiếp. B là 0,2. Nhân cho chỉ số M trung bình. M trung bình là của hydrocarbon đấy. Bằng CO2 là 0,68. Đấy, các bạn phải đặt như vậy. Bằng CO2 là 0,68. Bảo toàn carbon hay là bảo toàn H này nó nhanh hơn nhỉ? Ơi sao cũng được. Rồi. Bảo toàn H đi, bảo toàn H thì nó sẽ nhanh hơn đấy, nó sẽ gọn cái biểu thức này hơn một chút, thầy bảo toàn H đi nhá.
bảo toàn hero đi cho nó gọn hơn, mình khỏi cần lập luận ở cái bước ở trên là m bằng bao nhiêu, thay thế cả cái cục này bằng 2 luôn, bảo toàn nguyên tố hero đi, thì sẽ có 0,05 là số bon của amin nhân cho hero của amin là 2n trung bình cộng 3 này, b là 0,2 nhân cho hydro của hydrocarbon là 2m trung bình trừ 3,6 này, thì nó bằng h phía sau là chỗ nước ấy là 0,395 nhân cho 2. Rồi nếu bây giờ cái này nè mà bằng 2, là bằng 2 nè, thì cái n trung bình của bạn sẽ bằng bao nhiêu? Bấm giúp thầy. Nếu n bằng 2 thì n trung bình bằng mấy? Hello. Thì đang bấm này. Hai phẩy tư đúng không? 2,4. Đó, nếu n bên nguyên cái cụm này nè, nguyên cái chỗ này biểu thức này mà bằng 2 như trên là đã bằng 2 nè, à, thì n trung bình bằng 2,4. Còn nếu cái biểu thức này mà nó bằng 3 thì n trung bình nó, à, xin lỗi, biểu thức này bằng 4 nhé, thì n trung bình nó bằng bao nhiêu? Chắc chắn là nó không thỏa. Bấm đi coi, 0,395 nhân 2 trừ cho 0,2 nhân 4 này, chia cho 0,05 trừ 3 chia 2. Không được, ra số âm luôn. Âm là loại. À, như vậy cái cặp nghiệm là m bằng 2 thì n trung bình bằng 2,4 là cặp nghiệm duy nhất. Vậy với n trung bình bằng 2,4 thì suy ra 2 amin của chúng ta sẽ là liên tiếp mà, là C2H7N C3H9N. Rồi, tìm phần trăm thể tích amin có phân tử khối lớn, có nghĩa là phần trăm của amin dưới thì các bạn phải bấm ra từng cái, phải bấm ra từng số mol của từng amin ha. Và đó là T1 mol, T2 mol đi. Rồi, các bạn sẽ suy ra các hệ phương trình này. T1 cộng T2 là tổng số mol của hai amin, là chữ A đó là 0,055, 0,05 chứ. Rồi, bảo toàn nguyên tố H luôn. Các bạn sẽ có 7 nhân cho T1 cộng cho 9 nhân cho T2 cộng với H, cộng với H của đây này, đây chính là số mol H. Đây chính là số mol H có trong amin đấy. Đây chính là số mol H có trong amin đây này, đúng không? Đúng không? Đây là H có trong amin chứ còn gì nữa. Là bằng bao nhiêu đây? Cái này bằng bao nhiêu này? 2,4. 2 nhân 2,4 cộng 3 nhân 0,05 là 0,39 bằng 0,39. Nên bằng 0,39. Đó, để bấm là T1 bằng T2 bằng. Khó đấy, bạn nào ấy cũng khó tiếp thu cái này. 7, 9, 0,39. 0,03. 0,02. Rồi, xong. Phần trăm khối lượng. À, giờ còn tính khối lượng nữa, đúng không? Mình phải bước tính khối lượng nữa. Tính khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp. À, khối lượng hỗn hợp thì dễ thôi. À, bằng khối lượng của ba nguyên tố là carbon, hydro và khối lượng của nitơ, amin và hydrocarbon là như thế này thôi. C là lấy từ CO2 là 0,68 nhân 12. H là lấy từ nước 0,395 nhân 2. Nitơ là lấy từ N2 là 0,025 nhân 2 nhân cho 14. Khối lượng N đó, M lớn N, thì khối lượng hỗn hợp này sẽ bằng, chín phẩy sáu mươi lăm gram. Rồi, như là phần trăm khối lượng của
C3H9N, amin lớn hơn. Số mol là 0,02, m lớn là 59. Số mol là 0,02 này. Rồi chia khối lượng hỗn hợp bằng mười hai phẩy hai ba phần trăm. Ủa xích cái gì? Nó kêu phần trăm về cái gì con? Phần trăm thể tích. Phần trăm thể tích là đi tính khối lượng làm gì? Trời ơi trời. Phần trăm thể tích mà. Phần trăm thể tích có bằng phần trăm về số mol không? Dạ bằng hả? Phần trăm về thể tích của C3H9N đây là xong rồi. Bằng số mol của nó là 0,02 chia số mol hỗn hợp là 0,25 nhân 100%. Tám phần trăm. Đáp án A. Các bạn ghi vào ha. Cái nào không hiểu đó thầy. Đó thì vì mỗi ngày làm những cái phần nâng cao này chúng ta được ít câu lắm. Nên chúng ta thầy sẽ tranh thủ cả hai nhóm rồi thầy ghi hình lại. Ngay từ con coi ha. Có hỏi chỗ nào không nào? Hỏi chỗ nào không nói thầy? Minh Anh hiểu không? Dạ hiểu thầy. Ok. Không có hỏi gì đúng không? Mai hiểu không con? Dạ hiểu ạ. À. Ok. Mẫn hiểu nổi không con? Mẫn ơi. Dạ kịp thầy. Ok. Rồi, thầy qua câu 9 nha. Ít chứa dimethylamin. Dimethylamin, dimethylamin thì là CH3NH3. Nhưng mà ta có thể gộp lại nó lại, nó là C2H7 1N. Để mình làm toán cho nó dễ ha. Trimethylamin là CH3 3 lần N thì gộp lại là C3H9N đi. Rồi. Ít chứa như đây. À, cái số mol ông này á mình đặt nó là A mol đi. Rồi. Đây là hỗn hợp ít này. Gồm có hai amin này. Còn hỗn hợp Y là gồm có hai hydrocarbon. Hai hydrocarbon. Chưa biết nó là cái gì. Nhưng mà cái số mol của nó sẽ gấp 7 lần số mol ít. Là 7A mol này. Rồi. Đốt cháy hết hoàn toàn hỗn hợp này. Đốt hết cái hỗn hợp gồm có hai cái này nè. 3,68 gram. Đốt hết. Thì cần một cái lượng oxy 8,736 các bạn chia giúp thầy. Oxy cần dùng là 0,39 mol. Thu được CO2, nước và nitơ, đương nhiên rồi. Bây giờ xem nó cho dự kiện nó cho được ai rồi. Dẫn qua NaOH đặc thì thấy khối lượng dung dịch tăng. NaOH là hấp thụ cả CO2 và nước, do đây khối lượng tăng là cái này là 15,88 gram. Rồi, một bước rất là nhỏ thôi. Đó là các bạn bảo toàn khối lượng. Bạn bấm thầy dùng số monitor nhé, bấm số monitor. Tại vì khối lượng hỗn hợp có rồi này, oxy đốt có rồi, tổng khối lượng CO2 và nước có rồi, thì trừ nó sẽ ra khối lượng của nitơ 3,68, các bạn cộng cho 0,39 nhân 32, rồi nó trừ cho 15,88, ra khối lượng của nitơ 0,28 gram chia m lớn 28.
Các bạn sẽ có ngay được cái này 0,01 mol này. Đấy, bước 1 bảo toàn khối lượng. Để biết ngay được cái số mol của nitơ đó là 0,01. Rồi đương nhiên ta phải đặt số mol của CO2 là ít, nước là y. Thì vận dụng vào hai cái phương trình quen thuộc 44x cộng 18y bằng 15,88. Bảo toàn nguyên tố oxy các bạn sẽ có là 2x cộng cho 1y là bằng 0,39 nhân 2. Rồi sẽ bấm được x và y. Bấm 151. X là 0,23. Nước là 0,32. Rồi. Bước số 3. Chúng ta bảo toàn nguyên tố nitơ. Chúng ta sẽ suy được chữ A này bằng này. A này này. Hai cái amin này nha, các bạn phải hiểu nó là nếu mình đặt công thức chung thì nó là CX trung bình HI trung bình 1N đó. Hai amin này đều là đơn chức là amon. Thì có nghĩa là A nhân 1 này bằng 0,01 nhân 2. Có nghĩa là A bằng 0,02 mol. Nha. A là 0,02 mol thì suy ra 7A là 0,14 mol. Là số mol hydrocarbon dưới này là 0,14 ha. Còn số mol này là 0,02. Đó, cái này sẽ biết ngay thôi, không có gì khó khăn. Được đúng không? Hiểu không nào? Hiểu rồi. Ok. Rồi, như vậy cái số mol của hỗn hợp này chúng ta sẽ cộng hai cái số mol là 0,02 và 0,14 thì tổng số mol hỗn hợp này là 0,16 mol này. Rồi các bạn nhìn các bạn bên trái nhé. Chúng ta sẽ có carbon trung bình của hỗn hợp. Carbon trung bình của hỗn hợp ban đầu đó, carbon trung bình của hỗn hợp Z đó. Của hỗn hợp Z là gồm có hai cái này này, đây là Z này. Là Z gồm có X và Y đó. Carbon trung bình thì lấy số mol CO2 là chia cho số mol của hỗn hợp. Số mol CO2 của mình là 0,23. Số mol hỗn hợp là 0,16. Các bạn sẽ bấm là carbon trung bình cho này là 1, mấy thôi đúng không? 0,23 này. 0,23 chia cho 0,16. Nó sẽ là 1,4. 1,4375 cái đó. Như vậy, suy ra một chất là carbon trung bình là một phẩy mấy thì trong cái hỗn hợp đó, nó phải có một chất mà có một carbon, ankin thì không amin thì không có rồi, amin là C2 và C3 rồi. Như vậy phải hydrocarbon phải có một C, mà hydro có một C là CH4 ha. Là CH4. Được chưa? Rồi, đó là ý nó tìm được một hydrocarbon là CH4. Ý thứ hai là chúng ta sẽ vận dụng cái công thức. Đây, vận dụng cái công thức số 2 của chúng ta này. Đây, số mol CO2 trừ số mol nước bằng số mol pi trừ số mol hóa chất cơ trừ nitơ. Đó, các bạn phải vận dụng cái công thức số 2 đó ha. Lấy số mol CO2 này trừ đi số mol nước thì nó bằng số mol pi này trừ số mol của hợp chất hữu cơ trừ đi số mol của nitơ và thay vào. CO2 là 0,23. Nước là 0,32. Số mol pi này chúng ta chưa hề biết. Số mol hợp chất hữu cơ là 0,16, nitơ là 0,01. Rồi giờ bấm được số mol pi. 0,08 này. Bao nhiêu con? 0,08. 0,08. Rồi. Và ta khẳng định luôn
vì amino, vì amin chúng ta là amino rồi nên suy ra số mol pi này sẽ thuộc vào hydrocarbon, sẽ thuộc vào hydrocarbon. Ok, và chúng ta sẽ có hydrocarbon ở đây. Tổng số mol của hydrocarbon là 0,14 mol. Tổng hydrocarbon là 0,14 mol. Trong đó có một hydrocarbon là CH4 rồi. Còn hydrocarbon còn lại là cái gì thì chúng ta chưa biết này. Chúng ta chưa biết. Số mol pi là 0,08 hả? Em? Phải nè. À, không biết 0,08. Ở đây thì bạn yêu cầu chúng ta nữa đó là trong hai cái hydrocarbon này thì số liên kết pi nhỏ hơn 3. Nhỏ hơn 3 nghĩa là nó có 2 pi hoặc là 1 pi đúng không? Đúng không? Thì đúng rồi. Ừ, 2 pi hoặc 1 pi. Vậy số mol pi của chúng ta là 0,08 này. Là sẽ thuộc vào hydrocarbon ở dưới. Tại vì hydrocarbon ở dưới, còn hydrocarbon ở trên này thì cái thằng ăn CH4 là ăn can nó no rồi đúng không? CH4 no làm gì có pi. Đúng chưa? Vậy là pi sẽ nằm hết toàn bộ hydrocarbon ở dưới. Mai có hiểu cái này không con? Dạ hiểu ạ. Ok. Thảo hiểu không? Dạ hiểu thầy. Rồi. Nhưng mà bây giờ nó sẽ có hai trường hợp ở đây. Nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất. Số liên kết pi nhỏ hơn 2 thì nó có quyền là một anken. Nó có quyền là một anken chứ. Anken thì có một pi thôi. Vậy thì số 1 pi thì số mol của anken này sẽ là 0,08. Còn trường hợp thứ hai nó là ankin. Nó có 2 pi đó. Nó có 2 pi thì số mol này 0,08 thì số mol của này là nó chỉ là 0,04 thôi. Hiểu không thầy? Hiểu không? Hiểu rồi. Ok. Phần trăm thể tích. Phần trăm thể tích của hydrocarbon có phân tử khối lớn, chắc chắn ông dưới này nè. Ông dưới này phải là ông lớn hơn anken hoặc ankin, là chắc chắn là phân tử khối phải lớn hơn CH4. Vậy phần trăm thể tích của anken thì nó sẽ bằng là 0,08 này chia thể tích của hỗn hợp đó là 0,16 nhân 100% thì cái này con sẽ có 50% này. Rồi, còn nếu là phần trăm thể tích của ankin thì số mol của nó sẽ là 0,04 là quản chia cho 0,16 này nhân 100% thì cái này nó ra có 25% thôi. Đó, 25%. Đó, vậy đáp án các em ta sẽ đáp án D. Vậy đáp án này thì không có này, chúng ta sẽ loại. Rồi, hơi khó đấy, bị khó cái bài đấy đấy nha. Một cái câu nó tương tự như cái câu này mà nó dễ hơn một chút thì các bạn sẽ coi nó ở câu số 5 trong cái clip mà thầy gửi cho các bạn nha. Ở câu số 5. Ơi. Sao mình không đi tìm cụ thể ra cái ankin hay là anken luôn này? Tại em sợ nếu như mà đáp án nó cho đáp án lừa 50% nữa sao này? Không, cái này nó không cho đâu con. Con tìm ra cũng được, đi tìm tiếp cũng được thôi. Muốn tìm thì tìm. Tìm sao này? Phải chặn nó lại nha. Có hai cái số mol này này. Có hai cái số mol rồi. Rồi con cứ ghi xong đi. Cách làm thì là chặn cho lấy nhá. Ok. Ghi xong tới đó đi, phải nói cho chặn nó lấy này. Hay là ghi luôn, ở bên phải ghi chưa? Ở bên phải ghi xong chưa? Bên này ghi xong chưa? Được rồi thầy. Rồi thầy chặn cho lấy này. Ok. Trường hợp 1. Trường hợp 1 nhé. Thì các bạn có 0,14 mol này này, nó gồm có là ankan và anken, ha, anken. Thì với anken này số mol này nó sẽ là 0,08, vậy số mol của ông trên này nó sẽ là 0,06 đúng không con? Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy bây giờ nhìn này nhá. Hai cái này.
hai cái admin này nè, mình đã dồn thành một admin rồi đúng không? Đúng không thầy? Đúng rồi. Dồn nó thành một admin, đó là CX trung bình đó, HI trung bình N, mà số mon A của nó là bao nhiêu rồi? A của nó là 0,02. Vậy chúng ta sẽ bảo toàn C nhá. Bảo toàn nguyên tố carbon này, các bạn sẽ có là 0,06 nhân 1 này là carbon của ancan, cộng 0,08 nhân N là carbon của anken, cộng cho A, A là số mol của amin này là 0,02, nhân cái carbon của nó là ít trung bình, bằng tổng số carbon nằm trong CO2 là 0,23. Và ở đây thì các bạn phải hiểu một vấn đề nhé. Cái ít trung bình này này, nó lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Ít trung bình lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vì sao? Tại vì ít là đặt cho C2H7N và C3H9N mà, thì trung bình của nó phải lớn hơn 2, nhỏ hơn 3 đúng không? Đúng rồi. Đúng. Vậy thì dẫn tới một điều như vậy thì N của chúng ta nó cũng sẽ nằm trong cái khoảng xác định. Nhá, N chúng ta sẽ nằm trong một khoảng xác định. Bạn muốn tìm thì bạn tìm thôi nhé. Nằm trong khoảng từ mấy tới mấy, bạn trừ đi thế x trung bình bằng 2, thế x bằng 3 thôi để chặn khoảng. Trừ cho này. Nhân cho 2 trừ 0,06 chia cho 0,08. N trung bình sẽ lớn hơn 1,625. Đó, ở thế x bằng 3 vô. 0,23 trừ 0,02 nhân 3 này trừ cho 0,06 nó chia 0,08 lớn hơn 1,375. Là loại làm gì có cái anken nào mà cái carbon nó ngộ nghĩnh vậy? Anken ít nhất phải là mấy C? Phải là 2C đúng không Khải? Đúng rồi. À, thì không có trường hợp không có cái anken như vậy. Trường hợp 2, các bạn đến 0,14 mol này gồm có CH4 này và một cái ankin. Ankin là CN trung bình, H2N trung bình trừ 2. Mà với ankin á, thì số mol là 0,04 thôi nhá. À, đây là 0,04 mol thôi này. Vậy thì ankan ở trên 0,14 trừ 0,04 là còn 0,1. Tương tự, chúng ta sẽ bảo toàn C tương tự ha. 0,1 nhân 1 cộng cho 0,04 nhân N cộng 0,02 là số mol của amin nhân ít trung bình bằng 0,23. Và vì ít của chúng ta trung bình lớn hơn 2, nhỏ hơn 3 nên dẫn tới cái chỉ số N cũng sẽ nằm trong một cái khoảng xác định ha. Bạn bấm ra 0,23 này trừ cho 0,02 nhân 2 trừ 0,1 chia 0,04 thì N chúng ta sẽ lớn hơn, nhỏ hơn 2,25. Rồi thế ít trung bình bằng 3 vào 0,23 trừ 0,02 nhân 3. Và cái này mấy bạn phải giỏi toán ấy, phải nhanh toán nhạy một chút bạn mới hiểu được. 1,75. Ok, với N nằm trong cái khoảng này thì có phải chọn N bằng 2 không thầy? Và ankin của chúng ta là C2H2 đúng không? Đúng rồi. Rồi, mày đáp án ankin của chúng ta là hoàn toàn chính xác ha. Được không? Được, giải ra tới đây thì nếu mà đề bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng thì vẫn tính được bình thường đúng không con? Đúng. Ok, đó. Bánh chặn và sẽ lấy. Rồi các bạn, bây giờ còn có 10 phút thì cũng không đủ cho một câu mới. À, những cái câu mà vừa giải xong đấy, để các bạn có nhu cầu ở cái câu nào nói lại ở câu nào thì các bạn nói nha.